So much space, but still you can't breathe. I ask to stay, but all you do is leave. Xin kính chào tất cả các bạn, tất cả quý vị khách quý, các đối tác và gia đình bạn bè. Xin được gửi lời chân thành đến các bạn đã tham dự trong buổi tiệc chúc mừng khánh thành trụ sở và 5 năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Bảo Long. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Bảo Long được thành lập vào ngày 14 tháng 4 năm 2014. Ban đầu một năm đầu là công ty hoạt động về sản phẩm rượu, phân phối sản rượu Rovina của dòng họ Cao của chúng tôi ở tại Nghệ An. Và sau đó chúng tôi mở rộng ngành kinh doanh về công nghệ thông tin. Trải qua 4 năm qua, dù nỗ lực của miệt mài và nỗ lực của tập đoàn, tập thể, nhân viên công ty cũng như đường lối đứng đắn của ban lãnh đạo, công ty đã phát triển lĩnh vực trong thị trường. Và năm 2018, công ty đã đầu tư xây trụ sở, và đến hôm nay là lý do để công ty tổ chức khánh thành trụ sở và nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập công ty. Xin đề nghị các bạn một tràng pháo tay để chúc mừng. Vâng, hiện nay công ty Cao Bảo Long lĩnh vận hành các lĩnh như sau: về công nghệ thông tin, cung cấp sổ máy tính, máy in, máy photo, máy chiếu, camera giám sát, smartphone, thang máy, điều hòa và dịch vụ sửa chữa tận nơi. Quá trình xây được dựng trụ sở là từ khi mua đất cho đến hoàn thiện là 1 năm. Thay mặt cho tập thể công ty, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tập thể khối xóm, đến các nhà thầu, đến các tay thợ đã giúp chúng tôi hoàn thiện được trụ sở để có một cái công cụ làm việc, hạ tầng làm việc đến như ngày hôm nay. Và trong sự kiện trọng đại này, tôi cũng xin được thay mặt tập thể nhân viên xin được cảm ơn các nhãn hàng Unive, Camera IP Unive, xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhà phân phối ADE, xin cảm ơn. Xin cảm ơn công ty Việt Trào đã tin tưởng và lựa chọn công ty Cao Bảo Long để làm văn phòng đại diện tại Nghệ An trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đồng hành của các nhãn hàng VNPT, ViewSonic, Zikon, MSI đã cùng đồng hành chúng tôi trong suốt thời gian qua để mang lại những sản phẩm tốt cho thị trường mà là chiến lược để công ty chúng tôi phát triển. Một lần nữa, để có được hoạt động và hiệu quả như ngày hôm nay, tôi không thể nhắc đến một tập thể nhân viên hùng hậu và một khối lượng khách hàng rất lớn đã, đang và sẽ miệt mài ủng hộ để giúp cho công ty Cao Bảo Long ngày càng phát triển, đứng vững trên thị trường. Với tư cách là người đứng đầu, tôi xin cam kết sản phẩm chất lượng, dịch vụ hoàn hảo và ứng xử văn minh. Và cũng nhân sự kiện này, để chứng minh cho cái việc đó, tôi còn muốn nhắc lại hai câu nói của tôi mà tôi đã ghi nhận suốt trong thời gian làm quản lý thời gian qua. Thứ nhất, tôi khao khát được bảo vệ quyền lợi của người lao động. Thứ hai, tôi khao khát được bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Vâng, xin chân thành cảm ơn và chúc các quý vị một buổi tối ngon miệng, giao lưu vui vẻ và ủng hộ hơn nữa cho công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Bảo Long. Xin cảm ơn. Và tôi nhận thấy đây là một đối tác tin cậy. Vì như vậy, công ty cổ phần Việt Trào đã lựa chọn Cao Bảo Long làm đại diện cho công ty cổ phần Việt Trào tại khu vực Vinh và miền Trung để phát triển các thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần Việt Trào tại thị trường Vinh. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn ông Cao Hải Quang và toàn thể các khách quý đã tham dự buổi lễ hôm nay. Cảm ơn. Và ngày hôm nay, về dự với cái việc khánh thành trụ sở chính và kỷ niệm 5 năm thành lập công ty, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất để công ty ngày càng phát triển cùng với thương hiệu Visunic. Chúc quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Keep staring at you. Alone in the crowd. Part of this, in between the layers of your
vào, chúc cho công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Bảo Long của chúng ta sẽ ngày càng có nhiều thành công và có những sự hợp tác vững mạnh nhất phát triển.